chào tất cả quý vị. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với hai người đàn ông đẹp nhất trong bộ phim ngày hôm nay. Đó chính là đạo diễn Cường Ngô cùng với lại ca sĩ tài tử Đan Nguyên. Trước tiên thì gửi lời chào đến với đạo diễn Cường Ngô. Cường Ngô chia sẻ thêm đây có phải là cái phim ngắn đầu tiên anh làm cho Đan Nguyên không? Và vì sao anh quyết định là làm bộ phim này với Đan Nguyên? Lần đầu tiên thì Cường Ngô gửi lời chào đến quý vị khán giả ngày hôm nay đã đến ủng hộ phim cho Đan Nguyên và Cường Ngô. Thì để trả lời câu hỏi của Đức Tiến, khi mà Cường đến đây thì có gặp Đan Nguyên, thì Đan Nguyên mời Cường làm một cái music video. Thì khi mà đến hẹn đến gặp Đan Nguyên á, thì thấy wow, anh chàng này rất là điển trai và có rất là nhiều nét rất là điện ảnh, mà tại sao lại không có lấn sân vào điện ảnh mà chỉ có loay hoay trong cái lĩnh vực âm nhạc. Thì Cường Ngô mới thuyết phục Đan Nguyên, em ơi em phải đóng phim cho bằng được. Thì cuối cùng thì sau vài tháng suy nghĩ thì Đan Nguyên đã chấp nhận làm một cái phim nhỏ đầu tiên kết hợp giữa hai anh em Cường Ngô và Đan Nguyên, để Đan Nguyên tự tin hơn và bắt đầu đi vào cái lĩnh vực điện ảnh. Và quý vị cũng biết đến với Đan Nguyên thì là một trong những ca sĩ hot boy chúng ta, và có thể nói là thống trị dòng nhạc bolero tại đây. Nhưng mà khi đến với điện ảnh, mà đặc biệt là được biết thì trong bộ phim lần này là Cường Ngô sẽ đóng những pha hành động rất là mạo hiểm, lần đầu tiên đóng phim và chọn đóng những vai hành động như vậy, thì Đan Nguyên thấy có bỡ ngỡ không, và điều gì mà đang thuyết phục Đan Nguyên đồng ý đóng bộ phim này? Đan Nguyên cảm thấy là đây là một cái lần đầu tiên mà Đan Nguyên làm cái MV, thì Đan Nguyên rất là thích làm những cái MV mà kiểu như có cốt truyện. Thì Đan Nguyên thấy là wow, anh Cường Ngô làm phim hành động hay quá, nên vì Đan Nguyên mới cố gắng làm sao để mà là you know contact với lại anh Cường Ngô để làm cái số phim đầu tay của Đan Nguyên. Và Đan Nguyên cũng rất là may mắn khi mà được anh Cường Ngô chấp nhận. Thank you anh. Và Đan Nguyên cảm thấy là rất là vui khi mà mình bắt tay vào làm việc, và cảm thấy có rất là nhiều thứ rất là mới lạ cho Đan Nguyên. Dạ vâng, tin chắc rằng khi quý vị xem bộ phim ngắn này của Đan Nguyên Cánh Diều Mưa, quý vị sẽ có những điều rất là bất ngờ ở Đan Nguyên. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là Đức Tiến được biết thì trong bộ phim này và ca khúc chính của phim đó là Cánh Diều Mưa do chính anh sáng tác, với rất nhiều ca từ có thể nói là nghe là nhớ, nghe là thuộc. Anh cho biết cái cảm xúc từ đâu anh sáng tác được ca khúc này? Cảm ơn anh Đức Tiến. Cái cảm xúc này là tự nhiên Đan Nguyên một ngày đẹp trời, Đan Nguyên đi show về. Dạ. Thì lái xe vòng trong cái khu building của Đan Nguyên ở, thì tự nhiên cảm thấy buồn, thì Đan Nguyên mới nghiêu ngao là đêm cô đơn biết đi về đâu, đêm không em đường phố không màu. Thì chợt những cái cảm xúc từ những mối tình cũ đã hiện về, thì Đan Nguyên viết ra bài hát đó. Em nào thì mình không biết, nhưng mà cứ gọi là em đi ha. Chung ơi ha. Dạ, dạ, Đan Nguyên nhiều tình cũ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Khi mà làm việc với Đan Nguyên thì lần đầu tiên Đan Nguyên đóng phim, thì Cường Ngô cảm giác như thế nào với Đan Nguyên, nhất là đồng ý làm bộ phim này với Đan Nguyên, thì gặp những khó khăn và thuận lợi gì, và cũng như những cái kỷ niệm nào ở Thái Lan? Thì Đan Nguyên là một người rất là professional. Điều đầu tiên mà Cường rất là thích ở Đan Nguyên đó là sự đúng giờ. Đan Nguyên không bao giờ đi trễ, lúc nào cũng đi tới sớm. Hẹn 9 giờ thì 8 giờ 45 là Đan Nguyên đã có mặt rồi. Cường thì là người đi trễ một chút. Thì hai anh em thì cái lần mà hai người hẹn lần đầu tiên á, thì Cường đi từ highway từ Irvine chạy về Water Grill để gặp Đan Nguyên á, thì có một cái accident, thành ra là nó bị kẹt xe mà lần đầu tiên mà gặp nhau mà rất mà đến trễ thì rất là ngại đúng không, nhưng mà cuối cùng là hình như là 45 phút hay một tiếng đồng hồ vậy đúng không em. Thì Đan Nguyên ngồi đợi rất là bình tĩnh và ngồi đợi. Thì khi mà Cường đến thì Đan Nguyên rất là vui vẻ gặp Cường và anh em nói chuyện với nhau. Thì Đan Nguyên nói là từ trước tới giờ mà ai mà trễ với Đan Nguyên là Đan Nguyên sẽ nhắn tin nói thôi mình hẹn lần sau gặp. Nhưng mà anh là duy nhất là người mà Đan Nguyên ngồi chờ lâu như vậy. Thành ra anh nghĩ là cái đó cũng là một cái duyên. Xin hỏi câu hỏi này với Đan Nguyên mà cũng như với đạo diễn Cường Ngô luôn. Bộ phim này là một bộ phim tình cảm ngắn hành động, và trong đó đang xen rất nhiều tình cảm yêu thương giữa nam và nữ và nhiều cái vấn đề khác trong đó nữa.
thông qua cái bộ phim lần này thì cả đạo diễn Cùng Ngô cũng như với Đan Nguyên, hai bạn muốn nói gì qua bộ phim và MV lần này? Thông điệp qua bộ phim lần này thì cũng muốn nói là tình yêu có thể chiến thắng tất cả, và sức mạnh của tình yêu có thể đem thay đổi cái cuộc sống của một con người. Dạ. Yeah. Còn với Đan Nguyên thì sao? Tiến thấy là hình như ca khúc này nó toát lên rất nhiều sự cô đơn và rất nhiều những lúc mà Đan Nguyên một mình đối chọi với chính mình, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Khi mà hai anh em ngồi xuống viết cái câu chuyện này thì ý tưởng là từ hai anh em viết ra câu chuyện này. Và Đan Nguyên cũng rất là vui khi mà hai anh em ngồi xuống cả tháng trời. Thì Đan Nguyên cảm thấy là trong cái câu chuyện này thì có những cái đột phá mới lạ, như là đánh võ rồi này kia nọ. Dạ. Người ta rất là nhiều quý khán giả nghĩ là Đan Nguyên chỉ đứng nơi cái sân khấu. Không, nơi một cái bụi tre nào đó hát. Nhưng mà không ngờ cái dòng nhạc Bolero lại có những cái sự action đánh võ rồi, rất là mới. Dạ, dạ vâng. Không biết thì những tháng ngày quay phim ở Thái Lan, một đất nước được xem là một đất nước Phật giáo ở đây, với rất nhiều sự màu nhiệm và cũng như rất nhiều điều mới lạ đối với cả hai, thì kỷ niệm nào không thể quên của hai anh khi làm bộ phim này ở tại đất nước Thái Lan? Đó là kỷ niệm mà nguyên cả đoàn phim phải chờ đợi Đan Nguyên đi diễn từ bên Úc, từ bên Mỹ, vừa bên châu Âu đi về. Coi như là chỉ làm việc với Đan Nguyên thì chỉ làm việc từ thứ hai cho tới thứ năm, thứ sáu, bảy, chủ nhật là Đan Nguyên bay show. Xong rồi Đan Nguyên bay từ bên Úc, bay qua Thái Lan, rồi từ Thái Lan bay qua châu Âu, cứ liên tục mấy tuần lễ liền như vậy. Dạ. Thì em biết là cái đó nói chuyện cho vui thôi. Nhưng mà là thực ra thì kỷ niệm đầu tiên mà anh thấy với một những kỷ niệm thì Đan Nguyên học võ rất là nhanh, thì anh cũng rất là ngạc nhiên, tại vì Đan Nguyên từ trước giờ anh chưa bao giờ làm việc với Đan Nguyên, thì Đan Nguyên là một ca sĩ thì mình chỉ thấy là anh ta đứng trên sân khấu và hát những bài hát rất là hay, nhưng mà chưa bao giờ được xem anh ta diễn như nào, thì anh cũng có một chút hồi hộp, mặc dù là đã làm workshop với bạn này về cách diễn xuất rồi. Thì nhưng mà rất là may mắn quý vị ạ, tại vì Đan Nguyên học võ rất là nhanh, thì chỉ cần là chạy bài thôi là Đan Nguyên có thể ngồi coi trên cái video, là khi mà ra hiện trường là chỉ cần training cho Đan Nguyên một chút là có thể tự làm được. Và đặc biệt là trong cái phim này á, thì mặc dù là Cường Ngô đã chuẩn bị một cái người stuntman để thay thế vai cho Đan Nguyên, nhưng mà Đan Nguyên tự đóng hết, có như là thành ra là những cái cảnh nguy hiểm mà Đan Nguyên không có thay một cái người stuntman nào hết. Thành ra cái đó là một cái điều rất là hay của Đan Nguyên trong cái phim này. Thì khi mà quý vị thấy thì là những cái thước phim của Cường quay á, là mình không có giấu góc máy mà là góc máy chính diện để mình quay được Đan Nguyên diễn xuất luôn. Chứ không phải là nhiều diễn viên thì mình phải giấu góc máy để thấy là không phải là họ đánh mà cái người stuntman đánh. Nhưng mà là với Đan Nguyên thì tụi anh rất là may mắn là Đan Nguyên tự đánh. Dạ, dạ vâng. Còn với Đan Nguyên thì sao? Những tháng ngày quay phim cùng với đoàn phim của Cường Ngô và trên đất Thái Lan, kỷ niệm nào làm anh nhớ mãi mà vẫn mang được tới đây? Dạ, kỷ niệm đối với Đan Nguyên là nhiều lắm, vô số. Giống như là khi mà Đan Nguyên bay xuống, thì từ bên Anh Quốc bay về Thái Lan, thì khi mà bay xuống là phải chạy xe 3 tiếng đồng hồ để tới cái chỗ mà quay phim. Thì trên đường, khi mà trên đường đi thì Đan Nguyên đã học võ ngay cái lúc đó luôn. Ồ, hay quá. Thì tí nữa quý vị coi thì quý vị sẽ thấy những cái cảnh đó. Thì thực sự mà nói thì rất là nhiều cảnh, nhiều kỷ niệm. Như là chảy máu có tí à, may tới hai mũi. Không sao, không có gì hết. Võ mà. Đem vô bệnh viện, may cho bằng được. Đặc biệt là bên bệnh viện đưa cho thuốc cho một cái người ở trong đoàn phim, thì cái bạn đó lo làm việc quá quên đưa thuốc cho Đan Nguyên luôn. Wow. Nhưng mà trời thương là Đan Nguyên không bị gì hết. Chứ không thôi là coi như là phim phải. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Và một câu hỏi cuối dành cho cặp đôi đạo diễn và diễn viên của chúng tôi là Cường Ngô và Đan Nguyên. Cả hai anh muốn nói gì với khán giả của mình với bộ phim lần này của mình? Dạ.
Đây là một cái bộ phim mà Cường Ngô và Đan Nguyên, cả hai anh em bỏ rất là nhiều tâm huyết vào trong cái phim này và trải qua rất là nhiều thăng trầm, rất là nhiều khó khăn, nhưng mà hai anh em vẫn vì cái niềm đam mê điện ảnh và vì một cái mục đích chung mà vượt qua hết tất cả những cái khó khăn để ngày hôm nay đem cái bộ phim này ra để cống hiến cho tất cả khán giả ngày hôm nay được xem. Và cái bộ phim này cũng là một cái phát súng đầu tiên cho cái nghiệp điện ảnh của Đan Nguyên, và Đan Nguyên phải chính thức bước vào cái thế giới điện ảnh, cái nghề diễn, và Cường Ngô và Đan Nguyên cũng đang khởi động một cái dự án dài hơi thì chuẩn bị cho bấm máy vào năm sau. Thì cầu mong là tất cả mọi việc thuận buồm xuôi gió để cái dự án được tốt đẹp hơn. Với Đan Nguyên thì sao, thông qua bộ phim này và bài hát Cánh Diều Mưa, Đan Nguyên muốn nói gì với những khán giả và những người yêu thương Đan Nguyên? Thì Đan Nguyên đầu tiên thì Đan Nguyên rất là tôn trọng khán thính giả. Khi mà Đan Nguyên làm một cái gì thì Đan Nguyên sẽ bỏ hết mình, hết sức để mà đáp lại những lòng yêu thương của quý khán giả đã dành cho Đan Nguyên. Và đây là một cái lần đầu tiên mà Đan Nguyên đến với lại phim ảnh. Thì Đan Nguyên hy vọng rằng là tất cả quý khán giả đều yêu mến Đan Nguyên và ủng hộ Đan Nguyên. Và cái Cánh Diều Mưa này nói chung là Đan Nguyên đã bỏ ra rất là nhiều tâm huyết để mà làm cho tất cả quý khán giả. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem chương trình này. Và hy vọng rằng với MV Cánh Diều Mưa và phim ngắn, và cũng như là một MV mới Đan Nguyên đã vừa quay xong, đó là Đắp Bộ Cuộc Tình, sẽ được quý vị khán giả gần xa tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới sẽ ủng hộ cho Đan Nguyên, cũng như ủng hộ cho Cường Ngô, và đặc biệt ủng hộ cho cả công ty Landa. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Did you think about the offer I made to you? Tôi hỏi cô không ta là ai? Em không có làm gì sai cả. Anh nghĩ có thể lo cho em với cái nghề của anh sao? Thank you.
Dạ, lời đầu tiên thì Đức Tiến xin gửi lời chào trân trọng đến với tất cả quý vị quan khách, tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như tất cả quý vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình đến đây để cùng chung vui với ekip làm phim và đặc biệt là bộ phim trong buổi tối hôm nay được ra mắt cùng với tất cả quý vị. Bộ phim được mang tên Cánh Diều Mưa cũng như MV này và một MV đặc biệt khác được mang tên là Đất Bộ Cuộc Tình của Đan Nguyên, Cường Ngô và tất cả các anh chị em sản xuất trong bộ phim này. Một lần nữa chúng tôi xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị ạ. Kính thưa tất cả quý vị, có thể nói làm phim vô cùng khó khăn và đặc biệt thì ekip làm bộ phim này cũng như là làm MV này đã có những tháng ngày quay tại Bangkok, Thái Lan và đã mang được những hình ảnh rất tuyệt vời và hài lòng của mình. Khi nói đến những người làm bộ phim này thì có thể nói ngay đến người đạo diễn bộ phim này, đó chính là anh Cường Ngô, là một trong những đạo diễn mà quý vị cũng đã biết đến Cường Ngô qua rất nhiều những bộ phim như là Hương Ga hay là Truy Sát và cũng như một số bộ phim khác như là Ngày Sửa Ngày Xưa hay là Ngày Nãy Ngày Nay và một số những phim như là chúng ta có thể nhớ đến như là Ngọc Viễn Đông vân vân. Và anh đã tạo nên rất nhiều những tên tuổi thành danh trong bộ phim trong ngôi sao điện ảnh của Việt Nam cũng như trên thế giới. Và bây giờ thì có thể nói là rất nhiều anh chị em đã tạo nên được thành công bộ phim này. Nhưng trước mắt chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với những người đã bỏ công, bỏ sức, tâm trí của mình và rất nhiều những điều khác để cho có được buổi tối ngày hôm nay. Xin mời lên sân khấu ngày hôm nay đây. Trước tiên xin mời đến Bon Nguyễn, Production Manager. Xin mời Bon lên đây cùng với anh Đức Tiến ạ. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời chị Marito cùng với anh Quỳnh Thi là Executive Producer Music Video. Xin trân trọng kính mời anh chị. Và em cũng xin trân trọng kính mời có sự hiện diện của chị Kim Nhung cùng với lại nam ca sĩ Đan Nguyên và đặc biệt cô Kiều Trinh cùng lên đây ạ. Ekip sẽ có đôi lời cùng với tất cả quý vị và sẽ có những bó hoa tươi thắm. Nghe kính chào quý vị, hôm nay tôi rất là hân hạnh được tới đây để tham dự buổi chiếu ra mắt đầu tiên của phim Cánh Diều Mưa tại Hoa Kỳ. Trước hết xin chúc mừng đạo diễn Cường Ngô, dạ. Chúc mừng anh Đan Nguyên, dạ. Và lẽ dĩ nhiên là không có những nhà sản xuất thì sẽ không có phim. Vậy xin cảm ơn Kim Nhung và anh Hùng là những người đã gọi là liều mạng làm phim lúc này rất là khó khăn mà cũng liều mạng đứng ra làm phim. Xin chúc mừng. Và ở đây có chị Marito và anh Thi nữa. Xin chào mừng tất cả. Và tôi rất vui là thấy nền điện ảnh mình phấn khởi. Và mừng Đan Nguyên là từ âm nhạc nhảy qua điện ảnh. Xin chúc mừng. Và mong rằng là các bạn cứ tiếp tục đi tới nhiều để cho chúng tôi được xem nhiều phim trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì thật sự là một vinh hạnh cho Trung tâm Thúy Nga có một cái phần nhỏ, góp được một phần nhỏ trong cái project này của Đan Nguyên. Đây là một cái giấc mơ mà Đan Nguyên đã ấp ủ từ rất là lâu rồi. Quý vị cũng biết Đan Nguyên đến với Trung tâm Thúy Nga thì chỉ mới 2 năm nay thôi. Nhưng mà Trung tâm Thúy Nga và Đan Nguyên thì chúng cũng đã sánh vai với nhau để có những project đem đến cho tất cả quý vị. Và cái ước mơ của Đan Nguyên đã thành sự thật thì không gì hơn thì Trung tâm Thúy Nga xin kính chúc Đan Nguyên, đạo diễn Cường Ngô và các nhà sản xuất sẽ có những MV, những project tới nữa để cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Xin cảm ơn mọi người. Trước tiên thì Đan Nguyên xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã có mặt trong ngày hôm nay. Và đặc biệt cảm ơn tới mẹ và ông bà ngoại. Sau đó là xin cảm ơn đạo diễn rất là tài giỏi, bậc nhất của Việt Nam, đạo diễn Cường Ngô. Đan Nguyên xin kính chào cô và xin chào anh Hồn Thi và chị Marito và nhà sản xuất là anh Hùng và Nhung, Kim Nhung. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đầu tiên hết, Kim Nhung cũng đại diện cho công ty Anenda. Xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả mọi người, tất cả anh chị em đã không quản đường xa, kẹt xe nữa, đã đến đây cùng chung vui và chia sẻ cái Cánh Diều Mưa lần đầu tiên ra mắt tại Mỹ. Xin cảm ơn anh chị
rất là nhiều, anh chị Marito rất là nhiều. Xin cảm ơn cô Kiều Trinh đã có những cái lời nói. Chính vì cái lời nói của cô mà sẽ thúc đẩy cho Ananda sẽ tiếp tục có những sản phẩm tốt hơn và ra mắt liên tục để phục vụ cho tất cả khán giả ở đây. Cường Ngô xin chào khán giả. Hồi hộp quá không biết nói gì hết, nhưng mà Cường Ngô rất là xin tri ân tất cả các bạn bè của Cường Ngô và Đảng Nguyên và của Trung tâm Thúy Nga đã ngày hôm nay đã đến đây tham dự đông đủ. Rất là vui khi mà thấy cái khán phòng đông hết như vậy, thành ra là rất là vui. Yeah, are you ready? Thì đầu tiên thì Cường cảm ơn cô Hiệu Trinh rất là bận rộn nhưng mà đã đến đây chung vui với cánh diều mưa. Đặc biệt là chị Marito và anh Huỳnh Thi đã chứng kiến từ cái ngày đầu phôi thai cái dự án như thế nào và đã đọc cái kịch bản và góp ý như thế nào, mà chị Marito còn message cho Cường nửa đêm là em ơi em có biết không, đây là dự án rất quan trọng của Đan Nguyên. Và chị Marito luôn luôn nhắc nhở Cường, nhắn tin để mà thúc đẩy Cường để làm cái dự án này tốt đẹp hơn. Thì nhân đây thì em cũng xin cảm ơn chị đã luôn luôn đã kề vai sát cánh với tụi em trong cái dự án này, dù cho nó có rất là nhiều khó khăn quý vị ạ. Đến nỗi mà phải nhờ anh Thanh và chị Lan hai người phải bay từ Mỹ sang Việt Nam, từ Việt Nam qua Thái Lan để cúng kiến cầu nguyện cho cái dự án thành công thôi đó quý vị. Thì Cường Ngô cũng không có muốn làm mất thời gian của quý vị, thì mình sẽ xem bộ phim và sau khi bộ phim thì sẽ có cái buổi Q&A, thì tụi mình sẽ có nhiều cái câu hỏi và trả lời với nhau nó vui hơn. Còn bây giờ chưa được xem mà cứ nói nhiều vậy sẽ mệt lắm. Ok. Cảm ơn quý vị. Did you think about the offer I made to you? Tôi hỏi cô ông ta là ai? Em không có làm gì sai cả. Anh nghĩ em có thể lo cho em với cái nghề của anh sao? Coi xong cái đoạn phim ngắn này, tôi thích nhất là cái vai anh Đan ở trong này đó. Anh du côn, anh ngang tàn nhưng mà anh rất là thương người. Và anh biết lựa người nào đẹp để anh thương. Tôi thấy có một điều đó là anh Đan Nguyên này anh cũng hên lắm. Tại sao có nhiều người được rất là nhiều may mắn? Người ta thường nói là khi một cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mới mở ra. Trong lúc anh á, cánh cửa kia còn mở tan hoang như vậy mà một cánh cửa khác đã mở cho anh đi rồi, thì anh là người rất là may mắn. Tôi hy vọng là con đường trước mặt của anh rất là thanh thang và chúc anh thành công. Cảm ơn đi. Và cái phim hành động này thật sự thì thấy cái cốt truyện cũng rất là hay, thì hay thôi, không biết nói gì hơn. Sorry, không có chuẩn bị gì hết. Xin cảm ơn chị Thủy và anh Thi. Bây giờ thì chắc là Đức Tiến xin hỏi một người có thể nói là đại thụ trong làng điện ảnh. Cô cũng đã ngồi cùng với chúng ta coi xuyên suốt bộ phim này. Thưa cô, xin cô chia sẻ với tất cả anh chị em chúng con những cảm xúc của cô khi xem bộ phim này ạ. Trước hết xin chúc mừng Cường Ngô quay những cảnh action rất là hay, chụp hình và anh Đăng Nguyên đóng cũng rất là hay. Nữ diễn viên chính trong này rất là xinh đẹp. Tôi chỉ hơi thất vọng tối hôm nay là tại vì tưởng là phim dài hóa ra là phim ngắn. Thành ra muốn đặt câu hỏi với Cường Ngô với lại nhà sản xuất là sau buổi tối nay cũng muốn chuyển từ cái phim ngắn thành phim dài không ai. Dạ, vâng, chắc là phim dài đó. Tại vì cũng đâu có biết là Đan Nguyên
giỏi võ vậy. Thành ra xem nó chưa đủ, hoặc là nó đang dở dang. Thành ra tôi muốn được xem hết câu chuyện với tài diễn xuất của Đan Nguyên cũng như là của tài đạo diễn của Cường U. Xin cảm ơn. Thực sự là khi mà xem phim của Đan Nguyên đóng thì tại vì Đan Nguyên với Nguyễn Nhung thì có thể nói là một người bạn tri âm tri kỷ bao nhiêu năm nay rồi. Mà không, lúc mà Đan nói là Đan muốn làm phim thì thực sự Nhung là người lo nhất. Và Nhung không biết là đúng là khi mà Đan bắt đầu sáng tác bài hát lúc đầu tiên không phải là tên là Cánh Diều Mưa, là một bài hát một tên khác. Nhưng mà Đan cũng cho Nhung là người đầu tiên được nghe. Và khi mà đưa cho nhạc sĩ hòa âm Tùng Châu, nhạc sĩ Tùng Châu hòa âm thì Nhung thấy là đầu tiên thì Nhung thấy là bài hát này sẽ hit. Nhưng mà không ngờ là mới đầu chỉ dừng lại ở cái là làm MV thôi. Nhưng mà sau đó Đan Nguyên, sau một thời gian thì Đan Nguyên có thông báo cho Nhung là Đan Nguyên làm luôn thành một phim ngắn. Chính vì thế cho nên là Nhung chưa bao giờ nghĩ rằng là Đan Nguyên sẽ đóng được phim. Tại vì ở ngoài nói chung là Đan không nói được quá ba câu. Nhưng mà về võ thuật thì Nhung phải nói thực sự là cái niềm đam mê của Đan. Tại vì là Đan rất là giỏi võ và học võ để mà có cái sức khỏe cho bản thân mình từ lâu rồi. Nhưng mà chắc là mọi người cũng không có biết rằng là đến ngày hôm nay xem phim, mà ngay kể cả Nguyễn Hồng Nhung xem, Nhung cũng rất là bất ngờ. Và quan trọng nhất là Nhung nghĩ rằng phải cảm ơn đạo diễn Cường Ngô và những người đạo diễn ekip đằng sau hậu trường, từ ánh sáng cho đến hậu cảnh cho đến tất cả những đạo diễn võ thuật đã đưa Đan Nguyên lên được một cái đỉnh cao về vị trí của Đan Nguyên trong ngôi sao võ thuật tương lai, đúng không quý vị? Thực sự là từ ánh mắt cho đến tất cả những hành động và cho đến tất cả những cảm xúc thì có lẽ Nhung ở gần Đan nhiều cho nên là Nhung feel được là những cái đó là những cái rất thật trong con người của Đan. Và bên ngoài thì Đan cũng vậy thôi. Giống như anh Huỳnh Thi nói là Đan rất thương người, nhưng mà lựa những người đẹp thì thương thôi. Còn những người mà không đẹp thì Đan chỉ quý thôi chứ không có thương. Nói chung là Đan Nguyên bây giờ đang là một ngôi sao. Và về ca hát thì có lẽ là không cần phải nói nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay với tư cách là một người bạn rất rất thân của Đan trong suốt 10 năm qua, thì thực sự là Nhung cảm thấy hồi hộp không kém gì Đan Nguyên. Và Nhung cảm thấy đây là một điều cực kỳ tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và chúc mừng cho Đan Nguyên rất nhiều. Xin chúc mừng cô Thảo và chúc mừng gia đình Đan Nguyên đã có một người con trai thật là tuyệt vời. Đan ơi, thực sự thì Thảo có rất là nhiều cái bất ngờ khi mà xem xong cái bộ phim ngắn vừa rồi. Cái bất ngờ đầu tiên đó là dành cho Đan, bởi vì là Thảo không thể tưởng tượng được là cái người bạn của mình xuất hiện trong một cái bộ phim ngắn lại diễn xuất tốt đến như vậy, diễn hay đến như vậy, và quan trọng là đẹp trai quá. Mọi người thấy đúng không ạ? Không chịu nổi đúng không? Rất là hot. Và trong đó có những cái cảnh mà quay đang đẹp lắm. Và Thảo có nói rằng là thực sự đang là đây là những cái cảnh rất là đắt giá trong cái bộ phim ngắn vừa rồi. Cho nên là cái điều bất ngờ đó xin được dành tặng cho anh Cường Ngô. Và Thanh Thảo biết anh Cường Ngô rất là nhiều bộ phim, nhưng mà qua cái phim ca nhạc này á thì lại thấy một điều rằng là bất ngờ là anh làm cái bộ phim ca nhạc này hay quá. Làm cho mình rất là cuốn hút. Cái câu chuyện nó không phải là cái gì là quá là lạ, nhưng mà cái câu chuyện vẫn có thể dẫn được người ta vào trong từng cái tình tiết và cái sự hấp dẫn lớn đối với là cái người đang ngồi xem. Vì vậy thì Thảo thấy rằng là vừa bất ngờ về Đan Nguyên, vừa bất ngờ về câu chuyện, vừa bất ngờ về anh Cường Ngô. Và tóm lại chỉ muốn gửi lời chúc đến bạn của mình là bạn quá xuất sắc, quá thành công trong cái dự án này. Và hy vọng rằng Đan và anh Cường Ngô sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong nhiều dự án nữa. Và chúc cho Đan Nguyên của chúng ta sẽ luôn luôn thành công như ngày hôm nay. Dạ vâng, bây giờ là cũng một trong những người ca sĩ hát rất là hay và cũng rất tài năng của chúng ta. Xin gửi lời chào đến chị Ngọc Anh. Dạ, hello chị. Chị hết hồn. Hôm nay chị đi coi phim với cả gia đình của mình thì chắc là rất nhiều cảm xúc phải không ạ? Dạ, mời chị chia sẻ.
Em chào tất cả quý vị. Ngọc Anh rất là bất ngờ giống như tất cả mọi người. Em tin là tất cả chúng ta ngày hôm nay đều bất ngờ với dự án của Dan, và nhất là với một hình thể vô cùng hot của Dan. Mấy chị em, anh em đi show với nhau có thể nói là chung phòng, make up với nhau, thậm chí là có thể nhìn thấy nhau trong những lúc rất là nhạy cảm, ví dụ như là thay quần áo trước khi biểu diễn chẳng hạn. Nhưng mà không ngờ rằng là Dan với những cái góc hình mà Cường Ngô đã làm cho Dan trở nên là quá là cường tráng và quá là đẹp như vậy, rất là điện ảnh. Và không thể mà nhắc đi nhắc lại với những cái thành công của cái dự án này. Và anh chỉ mong là sau cái thành công này thì anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga biết đâu lại có tiếp một dự án, và tất cả chúng ta đều tham gia trong một bộ phim sắp tới. Thì không biết là lúc đấy thì anh Thi và chị Thủy và quý vị sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa. Có đúng không ạ? Mọi người có muốn như vậy không ạ? Một lần nữa chúc mừng Cường Ngô và Đan Nguyên rất nhiều. Chúc mừng. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Cảm xúc đầu tiên của tôi thì tôi chúc mừng Đan Nguyên và chúc mừng Cường Ngô. Đó là hai tài năng lớn của Việt Nam. Tôi tin trong tương lai Cường Ngô cũng như Đan Nguyên sẽ còn có nhiều dự án nghệ thuật để có thể giúp cho cái nền âm nhạc cũng như điện ảnh của Việt Nam thăng hoa. Và tôi biết Đan Nguyên là một người con rất có hiếu. Tôi từng chứng kiến những lần Đan Nguyên đi về ôm mẹ và lo lắng cho mẹ rồi cho cả thành viên trong gia đình. Tôi cho rằng đó là một cái động lực lớn nhất để có thể giúp cho cái Đan Nguyên trong tương lai trở thành một, không những là một ca sĩ tài hoa, một diễn viên điện ảnh tài ba, mà Đan Nguyên sẽ trở thành một con người tốt của xã hội. Và tôi tin Cường Ngô là một đạo diễn đã từng có những bộ phim rất xuất sắc. Và trong cái dự án này, Cường Ngô cũng đã cố gắng hết sức. Hai vợ chồng tôi cũng may mắn có cơ hội được qua Bangkok để cùng bắt đầu khởi quay cái bộ phim này. Và tôi tin chắc bộ phim này sẽ thành công. Và đúng như tất cả quý vị hôm nay đã chứng kiến, hai tài năng Cường Ngô và Đan Nguyên kết hợp với nhau, chắc chắn trong tương lai sẽ còn có những dự án lớn hơn nữa. Và tôi cũng tin là nếu được Trung tâm Thúy Nga, chị Thủy và anh Thi, cùng tất cả các anh chị em nghệ sĩ như cô Kiều Trinh và tất cả các anh chị em khán giả hôm nay cùng ủng hộ cho Cường Ngô và Đan Nguyên, thì tôi tin trong tương lai hai bạn đó sẽ còn có những tác phẩm điện ảnh xuất sắc để cho chúng ta được dịp thưởng ngoạn. Xin cảm ơn và chúc mừng Cường Ngô và Đan Nguyên. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn ạ. Linh được gặp Cường thật ra cũng 18 hay 19 năm về trước. Đó là lần đầu tiên Linh Cường sang Toronto để mà bắt đầu đi học. Thì một đêm đó Linh nhớ là Cường với Linh Trúc Lam, Trúc Linh hát cho vũ trường Salala. Thì Cường có đi vào trong vũ trường và xin một người bầu xô gặp Linh với Lam ở phía sau hậu trường. Thì đó là cái lần đầu tiên gặp Cường. Và Linh không ngờ là Cường sau đó Cường lại ra những cái bộ phim mà Linh rất là, lúc đó Linh rất là ngạc nhiên, bởi vì khi nói chuyện với Cường là Linh thấy Cường rất là humble, rất là không nghĩ là một người có tài năng nhiều như vậy. Đó là cái phim đầu tiên mà Cường có mời Linh đóng một cái phim ngắn thôi, nhưng mà sau đó Linh lại không làm được, và phim đó được bán trong HBO, là cái phim đầu tiên của Cường. Và sau đó là Cường tiếp tục làm những cuốn phim mà Linh cũng được xem khá nhiều phim. Và để nói cho nó ngắn gọn là đây là cái phim mà Linh được coi tối hôm nay cũng như quý vị đó, là Linh rất là ngạc nhiên về cái sự diễn xuất của Đan Nguyên. Bởi vì Nguyên đúng như Nguyễn Hồng Nhung nói là mỗi khi gặp nhau chị em Nguyên chỉ nói có vài câu thôi,
nếu mà gặp gái đẹp thì đi ngang qua quẹt quẹt vài cái rồi đi luôn. Nói đùa chứ Nguyên ít có nói chuyện lắm, nhưng mà hôm nay Nguyên đã chứng minh và chứng tỏ cho mình một cái tài năng. Và trước khi Linh vào rạp thì Linh cũng được mọi người phỏng vấn là nói về cái bộ phim như thế này, và Linh nói Linh chưa coi, nhưng Linh không biết tại sao Linh lại có cái cảm giác là Nguyên sẽ đóng cái vai này sẽ ra, bởi vì Nguyên đó họ nhạc quê hương, nhưng mà Nguyên có một cái khuôn mặt rất là điện ảnh. Linh không biết có bạn như vậy đúng không Cường Ngô? Và cái ánh mắt, cái cử chỉ của Nguyên á, Linh nói là sẽ ra, bởi vì không, điện ảnh và ca nhạc thật sự ra nó hoàn toàn rất là khác nhau, chứ nó không có giống nhau như mọi người nghĩ. Nhưng mà một lần nữa chúc cho Nguyên với một cái vai trò rất là mới được thành công hơn nữa. Và bạn thân của Linh, Cường Ngô, một lần nữa chúc mừng Cường Ngô rất là nhiều. We love you guys. Chúc mừng Cường Ngô và Đan Nguyên đã một cái phim mặc dù là ngắn quá nhưng mà vẫn hay như thường. Bởi làm phim ngắn mới khó truyền tải được hết nội dung mà có 25 phút thôi, nó rất là khó. Và tất nhiên là Cường Ngô thì quý vị cũng biết rồi, Bằng Kiều cũng đã từng nghe danh qua, cho nên là gọi là không có gì để thắc mắc, không có gì để nói về cái tác phẩm này cả. Chỉ chúc mừng là tác phẩm này sẽ thành công, sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn khi mà mình dành tâm huyết cho. Còn Đan Nguyên thì quý vị cũng biết rồi, đóng rất là dữ dội, oánh tốt quá. Học võ từ bé bây giờ mới được oánh nhau đấy. Cho nên là hy vọng rằng mấy cái cuốn phim action sắp tới, nếu mà có dự định thì sẽ làm phim dài hẳn để cho khán giả được mà mãn nhãn hơn. Xin chúc mừng Cường Ngô và Đan Nguyên cùng với ekip sản xuất. Đồng Nguyên xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả, quý vị, các cô chú, anh chị đã đến tham dự trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa Đan Nguyên cảm thấy không bao giờ, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị được nhiều. Và tin chắc rằng khi bộ phim này ra mắt với tất cả quý vị khán giả, cũng như hai MV này sẽ được phát hành bởi Trung tâm Thúy Nga. Mời quý vị sẽ đón xem và chia sẻ và share thật nhiều để cho tất cả quý vị khán giả trên toàn thế giới biết đến Đan Nguyên, một tài tử điện ảnh của chúng ta. Dạ vâng, và một tin vui cuối thưa quý vị, một tin vui cuối trong ngày hôm nay, mời chị Kim Dung chia sẻ. Em nhiều mưa, đó là lời chào đầu tiên của công ty Ananda xin gửi đến tất cả các khán giả và mọi người trong và ngoài nước. Sau cánh diều mưa thì Ananda song song đó đang hoàn tất một kịch bản mới. Giống như cô Kiều Trinh vừa nói là phim này ngắn quá, thế thì tụi cháu đang chuẩn bị bấm một bộ phim điện ảnh dài. Bộ phim sẽ được quay vào năm sau và sẽ được phát hành trong và ngoài nước vào tháng 10/2019. Thì mong rằng tất cả mọi người ở đây luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Đan Nguyên, Cường Ngô và công ty Ananda. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và thưa quý vị, thời gian dành trong đài chúng ta cũng đã hết rồi, nhưng mà quý vị nhớ đặc biệt là hai MV vừa rồi, Cánh Diều Mưa và Đốc Mộ Cuộc Tình, sẽ được phát hành bởi kênh YouTube trên của Trung tâm Thúy Nga. Quý vị nhớ vào subscribe để sẽ là người xem đầu tiên hai MV này. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ bước ra trở lại ngoài sảnh, sẽ chụp hình cùng quý vị vì thời gian hôm nay đã hết. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn, chúc quý vị có một đêm thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.